Chị không thấy con số này này. Không muốn là con số này. Đấy, thấy chưa? Neighbor của mình, người bên cạnh của mình đã quan trọng chưa? Nếu không có thì có phải chán không? Đi học về mà bạn còn thấy một chút lưu luyến là lớp học có giá trị. Vâng. Phải có chút lưu luyến ở trong lòng. Lớp mày đều lưu luyến em. Ha.